thì cháu biết được ở trong cái vitality á, anh uống thì có cái đông trùng hạ thảo, nhân sâm và chất lượng. Thì nó cháu nghe đông trùng hạ thảo nhiều lắm rồi, tại má cháu uống, má cháu bệnh phổi á. À, tại má cháu cứ nằm neo mà bệnh phổi thì má uống thì má thấy khỏe hơn, tại hồi xưa thì má vẫn uống, chứ còn nếu không á là cái bệnh phổi của má nó nặng nhiều lắm rồi. Tại má có một cái nhấm chấm đen ở trong phổi, nhưng mà tại vì má cũng được nghe nhiều người nói là đông trùng hạ thảo nó rất là nó tốt cho phổi và cho tim, cho gan, nó giúp cho người mình phát triển khỏe hơn những cái bộ phận nào mà mình yếu. Thì cháu thấy vậy thì cháu mới ủng hộ anh, nên là ok không sao đó, cái thuốc này nó an toàn cho anh uống, thì that's fine. Yeah. Xong rồi thì anh có đưa tụi cháu đi Utah, thì cháu cũng không có tin lắm đâu, tại cháu nghĩ là tại sao mà cháu chưa bao giờ nghe thấy ấy. Đến khi mà cháu đi Utah thì có bao nhiêu là người, thì anh về thì bạn bè cũng đều nói là cái đây là cái cơ hội tốt ấy. Thì bắt đầu từ đó thì cháu ủng hộ anh. Thì có những trong khi mà cháu ủng hộ ấy, thì cũng có nhiều cái mà nhiều người bên cạnh thì cũng nói là tại sao mà cháu là một dược sĩ mà tại sao mình lại ủng hộ chồng một cách mà giống như là một cái thuốc bắc như vậy. Thì cháu bảo thì cháu không có nói là bởi vì cái này cháu đã từng biết rồi, mà cháu thấy cái đông trùng hạ thảo cháu không có tin. Cháu bảo cháu biết được nó là tốt, cháu phải đi tới cái tiệm thuốc bắc cháu hỏi mà tại sao. Thì người ta cho biết đó, cháu biết nó đất mồn là một loại thuốc rất là hiếm ở Trung Quốc, và cháu hỏi một nạng là 500 đô một nạng vậy. Xong đó là nhà một không biết nữa, rất là chút xíu thôi, nó chỉ là một con nhúm nhỏ thôi mà 500 đô. Thì cháu cái từ đó mà thấy anh An cũng thích, mà cái mấy cái product của New Skin nó xài thì nó good nữa. Từ đó là cháu thôi để cho anh làm những gì mà anh muốn làm rồi vậy thôi. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô. Cảm ơn các anh chị. Hồi nãy chú nói cháu nhờ bài sao thì mấy cháu là khen hay là chê. Chú hạ thấp cháu quá. Rồi. Ok, cảm ơn An với Kiều. Mình rất cảm ơn cái tinh thần của An đó. Tại vì có thể nói là bất cứ giờ phút nào đó mình gọi An nhờ làm cái gì đó, An luôn luôn hỏi là làm thế nào, chứ không có nói yes, no, có thể hay không. Đó là cái tinh thần mà mình muốn promote, cũng giống như An có thể nói là làm việc ngày đêm giúp cho sideline của mình, không bao giờ hỏi là người đó ở team nào. Và An làm cái chuyện đó một cách rất tự nguyện và làm một việc một cách rất hăng say. Người kế tiếp, cái production cao ở trong tháng 3 đó, tính từ dưới lên đó, 4 gì 3 đó, là một cái người mà mình có thể nói là trong cái thời gian vừa rồi đó, có thể nếu mà nói về đi xa nhà đó là anh này, anh xa thường trực, anh truyền nguyện, chỉ có the only one truyền, có trong phòng truyền hay là leo xe chạy tiếp rồi. Anh truyền này đó, anh mua chiếc xe Lexus có khoảng chừng 2 năm, bây giờ khoảng chừng 220 ngàn, anh chạy mỗi năm là 100 ngàn mile, 100,000 mile per year. Anh có thể chạy từ hôm qua ở New York, đùng cái gọi điện thoại anh đang ở Los Angeles hay là Chicago hay là Miami. Và ảnh với lại anh Hoàng với anh Kiệt đó là bám Miami trong suốt 2 tháng vừa rồi. Và đây là một cái trường hợp điển hình. Anh truyền Tết này có về thăm mẹ hiền. Crying to anh. Ở ngoài đường không thể hát. Suốt này con không về. Wait, I think I want to compete against you. You compete me on the plane, I compete with you on the ground. Nói chung các anh chị, bất cứ những cái gì mình muốn đáp, mình phải hy sinh một cái vấn đề tất cả cá nhân của mình làm phải công việc là hết sức. Cho nên các anh chị ai cũng đều làm được hết á. Mình phải believe in yourself, ok? Go, go, go skip! Truyền đi đó, nhưng mà ở nhà nó có một cái hậu phương có thể nói là rất vững chắc. Dung là bà xã của Truyền đó ở nhà giữ con. By the way, lính xa nhà đó mỗi lần về đó thì năm vừa rồi anh về 3 lần, anh có 3 đứa con. Chuẩn bị đứa thứ tư, đang hâm dọa.
bà xã ở nhà gọi điện thoại. Ngày hôm qua mình nói chuyện với Dung thì Dung nói là ngày hôm qua bán được bao nhiêu, 7 cái chai gất, 20 cái chai gất. Mỗi ngày ở nhà gọi điện thoại. Và cái nặng nặng đó là em muốn làm sao đó để em đi theo anh Truyền thôi. Tại vì bà xã rất thích cái product của New Skin. Và cái này là một trong những cái điểm rất rất độc đáo. Thành ra một số mấy anh chị đó có thể là sau cái Miami là bây giờ đâu? Anh này anh đang tập trung vùng Miami, sau Miami là đi đâu? Bathroom Rule, New Orleans. Bathroom Rule và một nhiều cái thành phố khác. Thành ra trong tương lai, Texas. Nếu anh chị có phải hitchhike ở đâu đó, nó thấy mặt anh này. Anh trên từng cây số, trên từng cây số. Ok Trần, cho tặng cái Bob đó đây. Rồi, no, người kế tiếp. Người kế tiếp là một người mà có cái number rất cao trong tháng vừa rồi đó, là người mà anh Truyền anh khám phá ra được ở cái vùng Miami đó. Mình mời anh Dũng và chị Dung. Anh Dũng và chị Dung còn không ha? Dung ơi, đây hả? rồi đây. Đây là một người mà mình nghĩ là có một cái trường hợp rất đặc biệt đó. Alan Legal met them yesterday. Anh ta là quay một tiệm nail supply, bà xã quay một tiệm nail supply, và hai vợ chồng mở thêm một tiệm nail supply, bây giờ thêm một cái showroom nữa. Và là một trong những người mà mình nghĩ là có cái tiềm năng rất lớn đấy. Mời anh Dũng đi qua mé bên này cũng được. Dũng, cảm ơn. Đây. Cố lên chị Dung. Anh Dũng có thể nói là ảnh nghĩ, ảnh nói, ảnh thở, ảnh hát New Skin. Anh nghĩ về New Skin all the time. Và đây là một trong những cái trường hợp rất lạ, là tại vì tháng vừa rồi đó cái production nó jump rất cao. Anh có thể anh nói chuyện với nhiều người, nói rất nhiều với nhiều người khác nhau thôi. Và chỉ trong vòng có một tháng thôi Ruby. Và trong cái tương lai đó thì spin out ra rất nhiều Ruby khác, và cái team này một cái team rất mạnh. Mấy anh chị em mình có thể nói là trường hợp của anh này thứ ba đứa con. Xin lỗi nha, tại mình đây mình phải khai cái lý lịch ba đứa con. Nhưng mà ngược lại nó, mấy anh chị biết là mấy anh em này đã ăn dầm nằm về nơi nhà của anh Dũng chị Dung này, và chị này đó là phải take care nấu nướng cho mọi người. Thành ra cái này là một cái công trình mà nuôi giống như hồi trước 75 mấy ông Việt Cộng nuôi cán bộ nhà vậy đó. Này nuôi tướng, này nuôi tướng, này đang nuôi tướng rồi mới nuôi cán bộ. Thành ra mình muốn chúc mừng anh chị, với lại anh chị có một vài lời nhiều. Anh xin cảm ơn Đinh và tất cả các anh chị em tham dự đây đêm hôm nay, đêm before kick off convention ngày mai. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ là cái đầu tiên mình cảm nhận khi mình bước vô công ty New Skin, vô cái chương trình New Skin, thì cái đầu tiên mình thấy cái chương trình này đem lại được nhiều cơ hội cho mọi người. Thì cái đó là cái đầu tiên mình cảm nhận vậy. Và thứ hai nữa, mình có được cái mạnh, cái là được anh em hỗ trợ, được anh em hỗ trợ. Thì cái đó là mình cũng xin cảm ơn anh Truyền là người bóng xo mình. Sau đó là có anh Hoàng, anh Kiệt, là những người mà coi như thì giống như trực tiếp với mình làm việc ngày đêm mới có được kết quả ngày hôm nay. Thì mình cũng xin cảm ơn bà xã, cũng là một người coi như là là một người cũng hết mình trong cái chương trình, mình rất là mạnh. Một lý là bà xã mình thì mình cũng không có thể là mình hoạt động được như vậy. Nhiều khi đi chương trình ban ngày ngay trong tiệm mình có cách mình làm sao để mà trong tiệm mình hết được. Trong những cái này mình đã bỏ công sức hết, mình phải làm được cái trách nhiệm như vậy. Còn ban đêm mình có thể là mình sao không để anh em, nhiều khi anh em yêu cầu mình làm sao mà anh Dũng để chương trình để cho anh em mình đi hỗ trợ để mình giúp, thì cái đó là mình phải suy nghĩ làm sao mình phải kết hợp được. Thì cái đó là cũng may mắn của mình là được cái là anh em quan tâm là giúp cho cái team Miami. Mà team Miami hình như là hôm nay là có anh Kỳ, anh Vũ, rồi cũng có 2-3 anh em theo nữa. Thì mình cũng cảm ơn cái team Miami là cũng đi dự ngày hôm nay, tối hôm nay. Nhưng giúp lại. Bây giờ đó, qua Dung, không hỏi. Đây. Oh. Đó là Dung. Bây giờ Dung nè, Dung có thể nói sơ về cái phương diện mình là người vợ đấy.
Dĩ nhiên trong chuyện này đó mấy chị em cũng có nói chuyện với nhau nhiều, nói chung là Dung muốn support người chồng của mình, anh thích cái gì thì mình hỗ trợ đó. Nhưng mà mấy chị không biết được cái sự cực khổ phía sau đó, là tại vì cái chuyện mà mỗi tối đi làm meeting đó, thức khuya thức hôm đó là mấy anh này, anh làm mỗi tối chứ không phải làm tuần lần, tuần hai lần, tuần bảy lần, mà tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng nọ, trong suốt hai tháng vừa rồi đó. Và cái người mà phải chịu đựng nhiều nhất đó là tại vì phải lo tiệm nail supply, rồi lo cho gia đình cơm nước, rồi bên cạnh đó là phải lo cái điểm, canh từng cái điểm, rồi bỏ làm sao, bỏ ngưỡng này, bỏ chỗ kia đó. Đây là cái công lao rất lớn của chị Dung. Thành ra một lần nữa mình cũng xin mấy chị cho tràng pháo tay. Cảm ơn chị Dung. Em cũng xin cảm ơn anh Đinh đã có lời. Thật sự ra thì hồi lúc đầu ông xã em làm cái nail skin đó, em thấy rất là mệt mỏi, tại vì rất là bận, tại vì tụi em có hai tiệm supply á. Ảnh phải take care tiệm của ảnh, rồi em lại phải take care cái tiệm của em nữa, rồi lại về nhà lại có con nhỏ nữa. Nhưng mà ảnh bước vô đầu em cũng bực mình lắm, tại vì em phải tôi double công việc nhiều quá, em mệt. Nhưng mà sau đó thì ảnh làm thì em thấy ảnh, em cũng không hiểu tại sao mà ảnh lại, ví dụ như ảnh làm supply mà ảnh thất bại á, hoặc là ảnh làm supply không có make money, ảnh không có kiếm được ra tiền hay đại khái, thì có lẽ là ảnh nhảy vô cái này một cách hăng say, mà giống như là em nói chắc ảnh bị bỏ bùa hay sao, chứ cái bình thường làm gì mà phải vậy. Giống như là mình đang có một cái income rất là ổn định và hai chào em làm rất là được, mà em nói tại sao tự nhiên không bao giờ nhảy vô nuôi skin được, ngày cũng nuôi skin, đêm nuôi skin, cái lúc nào cũng nuôi skin, mà ngồi đêm nào cũng ngồi tới có khi 2-3 giờ sáng nữa, em bực mình lắm. Nhưng mà cuối cùng á em cũng bị cuốn theo cái dòng cuốn đó luôn, tại vì thật sự ra thì khi đi vô cái, từng cái sản phẩm của Nu Skin rồi, tự nhiên mình hiểu, tại vì tụi em cũng không có bao giờ mà nói những cái gì mà nó sai sự thật hết. Thực sự thì Nu Skin có những sản phẩm tốt để cho mình quảng cáo, nhưng mà trước khi mình đi ra mình lấy cái uy tín của mình để mình nói cho tất cả những người quen của mình, là những người gần nhất, thì mình phải nói bằng sự thật. Mình không thể nào khích đại lên một cái sản phẩm mà nó sai sự thật. Thành thử khi mà mình xài, mình phải xài nữa. Trời ơi, em là bây giờ Nu Skin đủ thứ ở trong người em. Và cuối cùng thì em cũng cảm ơn là tất cả những cái sản phẩm mà chị Dung, vợ của anh Đinh á, anh giới thiệu cho em, em xài thì em thấy có hiệu quả. Thì em cũng mong các anh chị ở đây thì mình cứ try đi ha. Để try thì mình thử đi rồi mình hẳn quảng cáo, mà em hy vọng là mấy anh chị sẽ happy. Một lần nữa xin cảm ơn. Quá hay, quá hay. Rồi. Yeah. Trường hợp rất hay. Rồi bây giờ người cuối cùng là người có cái production cao nhất trong tháng 12. Và nửa của tháng 1 đó là một cái hiện tượng. Có thể nói đây là một cái hiện tượng. Có thể mấy anh em không ngờ nổi. Cũng giống như những cái người mà sponsor hay là bạn bè bà con vẫn không nghĩ là có một ngày nào đó nó Chí Nguyễn làm được cái business này. Hello Chí Nguyễn ơi. Chí ơi. Anh như đi về rồi, như đi về đi. Không. Đi ra trước rồi anh. Chí về hả? Xe đi nữa rồi. Chí là xách xe đi nữa rồi. Ok, thôi bây giờ đó mình cả Chí không có ở đây thành ra mình kể tội chút xíu thôi. Cái này cũng vắn tắt thôi, nhưng mà có thể Phượng hay là ai đó có dịp làm việc với Chí đó, có thể Phượng lên mình Phượng kể chuyện. Đây là một cái người mà mình phải nói là rất đặc biệt đấy. Nhiều khi mình không biết là ông này là con người hay là con chị gì. Phượng. Kể chuyện Chí kể tội trước đây. Dạ, xin chào tất cả các anh chị em. Dạ không. Phượng tóm tắt một chút xíu về Trí Nguyễn cũng như là Alex Nguyễn đó. Thì trong 2 tháng vừa qua, Phượng cũng đi ra ngoài để hỗ trợ tất cả các anh chị em trong Đao Lai, và Phượng chỉ có 7 đêm ở nhà thôi. Cũng giống như tất cả các anh chị thì Phượng gần được cái nhất là đi hỗ trợ cho Trí, là một trong những người Đao Lai của Phượng. Thì nếu nói Trí thì Phượng rất ngạc nhiên nha, mà Phượng rất vui khi có một cái người Đao Lai của mình như là anh Trí, bởi vì tất cả mọi người chúng ta đi đến với Nu Skin vì cái ước mơ, vì cái ước mơ, cái dream của mình. Rồi mình đến vì công ăn việc làm, hoặc là vì sức khỏe riêng cho bản thân mình, cho gia đình của mình, cũng giống như vì sắc đẹp riêng cho bản thân của mình. Nhưng mà có một điều rất đặc biệt là Phượng tìm nơi Trí đó. Đó là một điều mà Trí đi vì lý tưởng. Cho nên là khi mà Phượng đi cùng với Trí đó, Phượng là
Phượng thấy là Phượng cũng là cô gái đồ lòng rồi mà gặp Trí là coi như là cũng cưới giữ luôn, có nghĩa là Trí nói văn mạng luôn, nói nhiệt tình, nói mà không có ngưng, không stop được, đụng đài là dặn giống như là 24 hour luôn. Rồi cứ hai chị em cứ đi rồi cứ gặp ở đâu mà rất nhiệt tình, mà Trí học hỏi rất tư là nhanh. Phải nói là Trí không hoàn toàn không có một cái kinh nghiệm nào về trong vòng trong cái motivational marketing hết. Trí cũng không có bao giờ liên quan buôn bán ở trong cái vấn đề như là retail hay supply giống như vợ chồng của anh Dũng. Nhưng mà Trí bắt kịp rất là mau, thấy Phượng làm cái gì đó có nghĩa là một hiện tượng duplicate. Trí đi vào lúc trước đứng ngó giống vậy nè, thấy ở trong chồng, Phượng đi vô trong chồng nói giờ cái tiệm này Phượng đi vô nha, Phượng làm. Rồi Trí đứng ở ngoài đây thì y như rằng Trí nháy y chang, mặc dù ngôn từ không có hoàn hảo giống như là những gì mình gặp lần đầu tiên, nhưng mà Trí đẻ trong đó, Trí đẻ trong tâm, và về nhà lần sau Trí nháy. Cho nên là một cái điều mà Phượng nghĩ là nói tóm lại để thấy một cái nét đặc tính của anh Trí đó là anh Trí làm hết bằng cái tấm lòng. Nếu mà nói thật sự mình kể ra ở đây như anh Linh nói, mình kể tội chút xíu nha, cái income của anh Trí á thì không thể nào so sánh được, cũng giống như chị Dung cũng là hàng vạn người. Nếu mà nói tới income thì mình không thể nào mình lấy cái income đang có của cái New Skin để mà mình so sánh, mình đi sống bằng cái check đó. Nhưng mà ở đây đó anh Trí cũng cảm nhận ra được giống như mọi người là đem được cái niềm vui, đem được cái hạnh phúc cho từng cái gia đình, từng cái người bạn của Trí. Thậm chí đem được một cái niềm hạnh phúc là giống như tìm được một cái từ cái sức khỏe hay là một công ăn việc làm một cái lúc nào đó. Thì ở đây mình cũng tế nhị một chút xíu, mình cũng không có kể rõ đó. Thì đó là cái lý tưởng mà Trí làm, thì ngay cả Phượng cũng có. Thì một cái điểm nhấn mạnh là Phượng muốn nhấn mạnh tất cả anh chị đó, là khi mà mình cho tất cả đó thì mình sẽ nhận tất cả. Và cái điểm thứ hai để mình làm trong cái quá trình này, mình làm duplicate, mình cái việc tự nhiên làm nó không khó. Trí bình thường hay Trí làm nó không khó, có nghĩa là cứ lật đi ngang ở trên anh Điên dạng sao đi xuống dưới Phượng đi Phượng nói giống vậy, Trí cứ làm. Và cộng một điều nữa là Trí làm rất nhiệt tình nha, có nghĩa là không ngại vấn đề gì hết, cái gì cũng xông vào hết á. Ở trong cổng không biết một chút xíu gì về supply, cũng không biết gì về nào hết, cứ hùng dũng đi vào một cách nghiêng ngang đi vào, nói sai ra sửa lại. Thì ở đây mình cũng có thấy anh có kiệt nguyện, nhưng mà mình không có cơ hội đi với kiệt, nhưng mà mình đi với Trí thì mình cũng kể tội ít chút xíu, ngày mai này hai chị em mình dây gặp nhau nữa khó bề mà nói. Cảm ơn anh Điên. Rồi, cảm ơn. Dĩ nhiên là đây chỉ là bốn cái trường hợp tiêu biểu trong cái production, mình còn nhiều lắm, mình còn những trường hợp của Kiệt, của Hoàng, với lại cũng rất nhiều mấy anh chị ở vùng Maryland, Virginia, rồi nhiều cái tiểu bang khác trong cái thời gian vừa rồi. Có thể nói là mình có một cái rất ngạc nhiên về cái sức bền bỉ cũng giống như cái tinh thần. Mình nói thêm cái chuyện cho anh Chí để cho mấy chị thấy. Chí là một người làm mấy chục ngàn mỗi tuần, chứ không phải là làm vài ngàn mỗi tháng. Mỗi tuần anh ta làm có thể 30-40 ngàn đô. Nhưng mà khi mà lãnh cái check ra đó, anh ta rất mừng đó, mà cầm cái nguyên cái check 4-5 ngàn để tặng cho nhà thờ đó. Tại vì anh Chí thấy là những cái chuyện em làm không phải là em cần tiền, nhưng mà những cái việc làm với New Skin nó giúp ích nhiều người khác, nó có rất nhiều ý nghĩa nữa. Và người ta rất cảm động vì cái check chỉ có mấy ngàn, trong khi mỗi tuần người ta làm có mấy chục ngàn. Thành ra cái đó cũng là một trường hợp để cho mấy chị thấy cái tinh thần nó rất là đáng quý. Ok, tiếp tục phần văn nghệ hôm nay. Ê, anh đánh đàn đó rồi ha. Nãy là mình nghe ca sĩ hát, nhưng mà mấy chị để ý nhìn cái mặt anh đánh đàn, mình nghe đã. Anh đánh đàn đó rồi ha. Anh này chắc đi với anh chị.